Bản Phùng, vùng khô hạn nhất của huyện Hoàng Su Phi. Tháng 7 cũng là mùa giáp hạt. Trong nhà chỉ có một bao gạo duy nhất làm dự trữ. Bữa trưa ở nhà Long A Phủ chỉ có thêm bát rau dại. Bốn người sống trong căn nhà siêu vẹo, chưa biết đổi tầm lúc nào. Cái gì cũng không, nhưng có một cái mà nhà nào cũng có, đó là giấy chứng nhận hộ nghèo. Nhà nước ngân hàng nó cho vay vốn để làm ăn, nhưng mà thật ra vay về thì cũng chả biết làm gì, khó khăn lắm, chịu thôi. Anh Vàng A Phà năm nay mới 26 tuổi, nhưng có bốn đứa con, sống với bố mẹ già trong ngôi nhà lúc nào cũng nghiêng theo chiều gió. Mỗi năm gia đình bị thiếu đói 3 đến 4 tháng, xã đã nhiều lần động viên Phà vay vốn để phát triển kinh tế, nhưng Phà sợ, không biết vay để làm gì. Giờ thì sợ đi mua hết đi, không có tiền để trả nợ gốc. Có người ôm mấy chục triệu về, ôm kia làm được gì đâu, mình thì kiếm qua bữa ăn thì còn no hơn mọi người. Ở thôn Kumpu, 100% người dân ở đây là dân tộc La Chí, người đông, ruộng ít, đất ít, có đến trên 75% hộ nghèo, chưa tính hộ cận nghèo. Chưa có một sản phẩm nào trở thành hàng hóa để giúp dân thoát nghèo. Tham gia những cái dự án đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo, các hộ sẽ có những cái thu nhập nhất định và giảm nghèo bền vững. Biện pháp của huyện đó là mong muốn người dân được đi lao động ở tại các công ty. Qua đó thì người dân vừa có việc làm ổn định này, thu nhập ổn định này, rồi vấn đề tiếp nữa là được đào tạo. Chia sẻ với những khó khăn, đồng thời tạo cơ hội giúp các hộ gia đình vươn lên phát triển kinh tế. Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã dành nhiều chính sách để giúp các hộ nghèo vươn lên. Sự đầu tư là cần thiết, song điều đó chưa đủ, mà cần hơn nữa sự nỗ lực, quyết tâm vượt lên chính mình và hoàn cảnh tự nhiên của mỗi người dân, hộ gia đình mới là điều quan trọng nhất.